Đạo diễn nhà sản xuất phim điện ảnh Đóa Hoa Mong Manh Mai Thu Huyền chia sẻ cảm thấy buồn, thất vọng trước thực trạng phim Việt bị đối xử bất công, điển hình là phim do cô thực hiện vừa ra rạp đã bị chèn ép, nguy cơ lỗ nặng. Đóa Hoa Mong Manh là tác phẩm điện ảnh Việt vừa công chiếu ngoài rạp cách đây không lâu, dù được đầu tư bài bản từ dàn diễn viên đến chất lượng kịch bản, thông điệp rõ ràng, nhưng với những lý do khách quan từ phía các đơn vị phát hành, khiến tác phẩm do Mai Thu Huyền làm đạo diễn và nhà sản xuất này đang đứng trước bờ vực lỗ nặng và nguy cơ sẽ bị rút khỏi rạp. Là phim điện ảnh lấy đề tài người Việt ở hải ngoại, khắc họa chân thật cuộc sống của những người xa xứ, tác phẩm được đón nhận nhiệt liệt ở thị trường quốc tế và đạt nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ ở các liên hoan phim. Tuy nhiên khi về Việt Nam và mở bán vé, phim đã bị ép xuất chiếu một cách khó chấp nhận, chính nhà sản xuất cũng vô cùng bức xúc trước thực trạng này ở điện ảnh Việt. Theo đó, vào dịp Tết 2024, hàng loạt phim Việt cũng bị ép xuất chiếu y hệt Đóa Hoa Mong Manh ở thời điểm hiện tại. Có thể kể đến là Gặp Lại Chị Bầu của đạo diễn Nhất Trung, phim Trà, đạo diễn Lê Hoàng rời ngày chiếu, phim Sáng Đèn, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường phát hành lại nhưng cũng không khả quan, Mai Thu Huyền nói. Đúng như nhà sản xuất Mai Thu Huyền chia sẻ, ngoại trừ Gặp Lại Chị Bầu với Tinh Thần Thép được đón nhận từ khán giả đối đầu với Mai của Trấn Thành nhưng doanh thu vẫn lên đến 100 tỷ, sắp sửa phát hành ở nước ngoài thì các phim còn lại đều rất thoi thóp. Mai Thu Huyền, nhà sản xuất kiêm đạo diễn của Đóa Hoa Mong Manh bày tỏ thêm khá buồn về việc này. Cô nói, thực tế ở Việt Nam, 80% các rạp chiếu phim chủ đầu tư là người nước ngoài. Việc các phim Việt Nam không có sự rót vốn từ các chủ rạp thì khá khó nhằn, không được ưu tiên xuất chiếu. Đây là cơ chế thị trường, các rạp họ cũng có cái khó của nhà rạp, họ cũng phải vận hành, đánh giá phim thu hút khán giả, có doanh thu hơn thì họ ưu ái hơn. Chuyện đó là luật, không có gì phải thắc mắc lắm, nhưng phải có giới hạn nào đó thì mình mới có thể không dùng từ ép. Nhiều người không hiểu, nói nhà sản xuất sao cứ phải kêu gào, nhưng có thể chứng kiến một bộ phim thông thường tuần đầu tiên ra rạp thì sẽ được ưu tiên xuất chiếu, nhưng Đóa Hoa Mong Manh mỗi ngày chỉ có 1 đến 2 suất, nhưng mà suất thì sáng sớm tinh mơ hoặc buổi đêm. Dư luận cứ nghĩ không có khán giả, nhưng giờ đấy thì ai đi xem. Nhìn xuất chiếu như thế thì biết chắc không có ai xem và không có doanh thu rồi, bộ phim bị ép ngay từ khi ra rạp như thế thì gọi là bất công rồi, Mai Thu Huyền bức xúc nói thêm. Đứng trước những sự bất công từ dự án Đóa Hoa Mong Manh, Mai Thu Huyền cho biết khá nản nhưng cô khẳng định sẽ không bỏ cuộc. Nhà sản xuất chia sẻ, thực sự nản thì quá nản, nhưng nản mà bỏ cuộc thì đơn giản quá, tôi không phải là người dễ bị khuất phục. Vì tôi tin vào những gì mình làm, tin mỗi bộ phim thì đều có đối tượng khán giả của nó. Đầu tiên là tôi có thể tự hào vì mình đã làm ra một sản phẩm chỉn chu, được sự đón nhận từ những khán giả văn minh, họ không vùi dập phim, khen chê hợp lý. Tôi cũng có niềm tin vì phim của mình đã đoạt được những giải thưởng ở các liên hoan phim quốc tế, điều mà không thể mua bằng tiền. Dù thất bại ở thị trường Việt Nam, nhưng Mai Thu Huyền cũng khá tự tin khi sắp tới Đóa Hoa Mong Manh được trình chiếu ở nhiều thị trường quốc tế khác. Hiện phim đang sắp sửa tấn công thị trường Bollywood ở Ấn Độ, đây là một thị trường khá mới mẻ đối với Việt Nam, nhưng sẽ là một bước khởi đầu đặt nền móng cho phim điện ảnh Việt ở đất nước tỷ dân này. Mai Thu Huyền cho biết bản thân cô có khá nhiều niềm tin rằng phim vẫn có những khán giả riêng, đạt được những thành công nhất định ở quốc tế sắp tới. Đây cũng là niềm tin có thể sẽ khả quan khi nhìn lại trường hợp của Gặp Lại Chị Bầu của đạo diễn Nhất Trung. Phim dù bị ép xuất chiếu ở Việt Nam, nhưng với sự gắng gượng, giờ đây ekip làm phim cũng rất tự hào khi thông báo phim được xuất ngoại, trình chiếu ở nước ngoài. Khán giả hy vọng Đóa Hoa Mong Manh sẽ là phim Việt tiếp theo đạt được thành tích ấn tượng ở quốc gia khác, hái được quả ngọt với những gì khó khăn, tâm huyết từ nhà sản xuất Mai Thu Huyền đã dành cho phim.